Chào mừng mọi người đến với cuộc thi Miss Grand Dạ, phần thi này em được may mắn nhận được câu hỏi của chị Quỳnh Nguyễn ạ. Câu hỏi của chị là: nếu như đồng nghiệp còn quá nhiều công việc chưa xử lý xong thì em có ở lại giúp họ hay không? Điều đầu tiên, em rất là hạnh phúc khi mà có mặt ở đây ngày hôm nay. Em xin cảm ơn anh photo, chị stylist, anh make up, chị làm tóc đã đồng hành cùng em. Và cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con ạ. Và cảm ơn chị bán xôi đã cho em thêm giúp khi mà biết là em sắp đi thi hoa hậu. Và cảm ơn chị bán trà đá đã trang ninh cho em về xã hội và kinh tế ạ. Câu trả lời của em rất là cảm động, nhưng mà bây giờ em chỉ là thẳng câu hỏi cho chị nhé. Dạ vâng ạ, thật ra thời điểm này em đang rất là vui, nhưng mà em sẽ trả lời thật là nhanh chóng câu hỏi của mình. Dạ, trong công việc thì tất nhiên sẽ có những lúc khó khăn, bận rộn. Em cũng là một người rất là cảm thông với đồng nghiệp ạ. Là người cùng các bạn ấy làm việc, cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh. Trải qua những lần đối mặt với sếp và khách hàng, em cũng là người cực kỳ hiểu rõ cái cảm giác khi mà mỗi lần bị ít like gì. Vậy nên, đối với câu hỏi, nếu đồng nghiệp của em có khó khăn trong công việc chưa giải quyết xong, em có ở lại để giúp họ không? Câu trả lời của em là không ạ. Để khuyến khích tinh thần vượt qua mọi dông bão trong công việc của đồng nghiệp, rèn luyện tinh thần thép, không sợ khó, không sợ khổ, cuộc sống của bạn, trách nhiệm của bạn. Thank you.